Lễ trao giải quả bóng vàng 2023 chỉ còn 8 ngày nữa sẽ diễn ra. Lúc này, có nhiều dấu hiệu cho thấy siêu sao Lionel Messi sẽ là người chiến thắng danh hiệu của Nam và lập kỷ lục giành được 8 quả bóng vàng trong sự nghiệp. Ngày 13 tháng 10, Alessandro Dossetti, người được cho là thân thiết với gia đình Messi, tiết lộ siêu sao người Argentina đã giành chiến thắng danh hiệu này. Sau đó không lâu, tờ Sport của Tây Ban Nha cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Hôm 22 tháng 10, đến lượt ký giả Matteo Moreto khẳng định Messi được xác nhận sẽ sở hữu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. Một số nguồn tin cũng tiết lộ cả gia đình Messi đã lên lịch tới Paris để tham dự buổi lễ trao giải, sẵn sàng cho việc nhận giải. Với 7 lần được vinh danh, Messi đang là cầu thủ sở hữu nhiều quả bóng vàng nhất lịch sử, tạm hơn người đứng thứ hai là Ronaldo khoảng cách 2 danh hiệu. Khi giành danh hiệu gần nhất vào năm 2021, Messi thừa nhận thành tích của mình sẽ rất khó bị xô đổ. Tôi không biết kỷ lục về số lần giành quả bóng vàng của mình có thể bị phá vỡ hay không. Tôi không chắc kỷ lục này sẽ bị bắt kịp. 7 là con số ấn tượng, Messi tiết lộ. Nếu bỏ túi danh hiệu thứ 8, kỷ lục của Messi sẽ càng khó bị xô đổ hơn. Messi sẽ tham gia buổi lễ trao giải quả bóng vàng 2023.